Ngày 13 tháng 2, liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện khám xét trung tâm đăng kiểm XCG50-05V chi nhánh Hồng Hà. Trong buổi sáng tại khu vực trung tâm đăng kiểm chi nhánh Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, rất đông công an có mặt. Ở bên ngoài, lực lượng chức năng không cho phép người dân tiếp cận gần khu vực. Theo ghi nhận, có một ô tô biển số xanh và một xe của lực lượng cảnh sát cơ động có mặt trước trụ sở, cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự giao thông. Đến 12 giờ trưa, công an vẫn đang khám xét bên trong chi nhánh trung tâm đăng kiểm này. Bên ngoài có 3 cảnh sát giao thông bảo vệ. Trước đó, chiều 9 tháng 2, lực lượng chức năng đang khám xét chi cục đăng kiểm số 6, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc khám xét liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.